Thì đành rằng bạn nữ Myanmar kia xinh đấy, giỏi đấy. Nói chung là tất cả mọi thứ là chu toàn vẹn, tất cả mọi thứ. Ở thì Á hộ 2 là quá tốt rồi, còn hơn là Việt Nam là top 20 đúng không mọi người? Đấy, đã thế lại còn gì? Miss Grand International Myanmar đã Á hậu 2 rồi, còn do chính giám đốc đấy, Miss Grand của Myanmar gỡ bỏ cái vương miện xuống. Những giọt nước mắt đã rơi trên má của nàng. Ôi trời ơi, 17. Theo những thông tin báo lá cải coi như là cũng chính thống mà cũng như là không chính thống ấy, thì đúng ra bạn Myanmar này đạt được top 1 đấy, gọi là hoa hậu hòa bình thế giới đấy. Nhưng mà thì bạn này không đạt được top 1 mà lại lọt xuống top 2. Bạn top 1 thì lại là bên India hay còn là đất nước Ấn Độ mọi người ơi. Thế là khi mà thấy gọi là con dân của mình ấy đạt được top 2, chắc là giám đốc của Myanmar cay quá nên là coi như là xuống gỡ chính vượng miệng và cũng như là khỏi tham gia cuộc chơi Miss Grand hòa bình thế giới luôn. Đấy, chắc là do dỗi quá. Thứ hai là gọi là tao là tất cả sinh tình đấy mọi người, mình nghi ngờ lắm luôn đấy. Mà cái anh này nhìn chạc tuổi trông rất là trẻ nhá, mình đoán chỉ tầm từ 3x đến 4x là cùng thôi. Giám đốc gì mà trẻ măng vậy? Bạn nữ nào đi tham gia ấy, thì đều thay mặt đất nước của mình. Thì mọi người hiểu một điều đó chính là ấy, không chỉ đơn thuần là mọi người đi tham dự cái này trên đất nước của Thái Lan đâu, mà đây là thay mặt của một đất nước mọi người nhá. Tức là nó là bộ cái bộ mặt của một đất nước luôn đấy. Thì dù gì ấy, đây là cuộc thi của toàn cầu, của tất cả các nước. Thì đành rằng bạn nữ Myanmar kia xinh đấy, giỏi đấy. Nói chung là tất cả mọi thứ là chu toàn vẹn, tất cả mọi thứ. Ở thì Á hộ 2 là quá tốt rồi, còn hơn là Việt Nam là top 20 đúng không mọi người? Đấy, đã thế lại còn gì? Ôi ai bắt tham quá, tham quá trong lên giật. Bây giờ nhá, mọi người thi nhau gọi là gì, tô xích cái ông giáo kia kìa, và tô xích chính đất nước Myanmar luôn. Đấy, đã Á hậu 2 rồi còn đòi Á đòi top 1 luôn ạ. Ừ, cái vụ này mình gặp điều đó chính là xinh ấy, giỏi ấy, chưa đủ nhá, mà nó còn liên quan đến cơ cấu chính trị các thứ ba la bolo ở bên trong cơ mọi người ơi. Kinh dã man luôn. Thà rằng ấy Á hậu 2 cũng được rồi, đây lại còn đòi tham quá, đòi top 1 và làm những cái trò không ra cái gì hết. Mình nghĩ là bên trong nội bộ chắc cũng có gọi là chia ăn không đều rồi. Mình cũng có xem qua những cái cô khác, nói chung là đã vào đấy cô nào cũng xinh như cô nào hết, đều chân dài ba vòng này nở như nhau. Ôi ôi ôi, nhìn xem cháy nước dãi ra ngoài ấy. Cho nên là nói chung là cái vụ này mình nghĩ là càng đấy. Mọi người có hóng thì mọi người hóng cùng mình trong những cái series tiếp theo nha.